Xin chào mọi người. Hiện giờ thì ở bên Nhật đang là 12 giờ trưa. Thì ở bên Việt Nam thì là sáng thứ hai đầu tuần ha mọi người. Cho nên là trước tiên thì cho Yến gửi lời chúc tới tất cả mọi người một cái ngày đầu tuần thật là vui vẻ và một tuần mới làm việc rất là thành công ha mọi người. Mọi người thấy Yến tự nhiên làm một cái clip buổi sáng như thế này thì có thấy bất thường không? Có thấy bất ngờ không? Thì thật sự ra là buổi sáng thì Yến mở mắt ra thì Yến cũng theo thói quen mỗi ngày thì Yến sẽ lướt Facebook và lướt các cái phần tin tức này kia kia nọ. Thì Yến mới đọc, tự nhiên cái Yến đọc lướt Yến đọc được cái một cái bài báo thì trong đó là có bên post là cái clip là em nó hát ở dưới gầm của một cái sân khấu, trong đó thì là cái tay níu ở ngay cái chỗ cái xà của cái sân khấu á mọi người, cái gọi là cái giàn thép mà để dựng sân khấu á, thì em nó đứng mà đứng không có vững mọi người, coi như là phải níu vô cái xà để mà hát, cái tay phải móc vô cái xà như vậy nè, phải móc vô cái xà vậy nè. Và đồng thời cái tay mà móc đó thì sẽ cầm cái điện thoại để mà đọc, và một tay thì cầm micro, có nghĩa là đứng treo cái người lơ lơ lửng lửng vậy đó mọi người, để hát bè cho cái người kia ở trên sân khấu người ta biểu diễn cho nó được hoàn hảo, một cái tiết mục biểu diễn hoàn hảo thì cần có cái giọng hát bè của cậu bé này. Thì hôm 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 hồi đó thì Yến cũng có lần Yến xem được một cái buổi biểu diễn, cũng là nghĩa là cái đoạn mà em nó hát bè đó, cái lúc đó hình như em nó bận cái áo jean, lúc đó hình như mới thi xong, cho nên cái nhỏ nhỏ xíu à, cái clip mà hồi sáng Yến xem thì chắc cũng phải cỡ chừng 14, 15 tuổi. Còn cái clip kia đó là lúc đó là cái chắc khoảng 13 tuổi, lúc đó mới đăng quang quá, hát ở sân khấu nào không biết mà ngồi thu lưu ở dưới cái gầm sân khấu á để hát bè hát vọng lên. Tự nhiên cái không cái Yến ngồi Yến nằm Yến coi mà nước mắt Yến nó cứ chảy, mọi người thấy cái mắt của Yến nó sưng lên không, tự nhiên thấy cái người mình nó đau lòng một cách gì đó mà nó khủng khiếp, mà kiểu mình đau lòng mà kiểu mình không biết phải nói gì sao, mà giống như nó vừa đau mà nó vừa giận á mọi người, cái kiểu như mình ngồi mình nói á, mình nói sao mà tự nhiên mà một cái đứa mà nó thuần khiết như vậy phải không, nó dễ thương như vậy mà nó kiểu như nó bị đối xử bất công vậy. Nó lên cái sân khấu nó hát, nó đi thi, nghĩa là nó thuần khiết, tất cả mọi cái của nó đều rất là thuần khiết và rất là đơn thuần luôn á, mà không biết sao mà tự nhiên nó gặp cái nghịch cảnh mà kiểu như bị người ta mà kiểu như chèn ép vậy. Mình cứ ngồi mình nghĩ, nếu mà là con của mình mà đu lắc lơ lơ lửng vậy mà hát chắc mình chịu cũng không nổi, mà tự nhiên mình ngồi mình nghĩ á, sao mà nó có những cái bất công á. Rõ ràng là Yến, ví dụ Yến ngồi Yến quan sát, Yến thấy những người mà trong cái giới biểu diễn á, ai cũng chiêu trò hết mọi người, ai cũng chiêu trò này kia hết trơn, những người coi như là bỏ nghề hoặc là cái lý do gì đó rồi tìm cách quay lại, tất cả đều phải khởi động bằng từ chiêu trò hết á, mà nó không có trong tay nó gần như nó không có một tấc sắt nào hết trơn, không có bất kỳ một thế lực nào hết trơn, cha mẹ thì nghèo thì cũng không biết chữ, mọi cái rất là đơn thuần luôn, nó chỉ có một cái giọng hát để đi ra đời thôi, nó thân cô thế cô dễ sợ luôn vậy đó, mà nó đi ra tự nhiên nó gặp ngay đúng một mẹ mình coi như là chèn ép nó tới một cái mức độ mà không còn gì để nói, nó đi ra rồi xong những cái người khác thì chửi nó đủ thứ hết trơn, kêu nó là đủ mọi thứ mà tệ hại chứ, mà như bác bầu mới nói là phải chi nó nhà cao cửa rộng, nó xe cộ sang, nó xe sang rồi siêu xe hay cái gì gì nó xe xua này cái nọ, thì kêu nó như ăn cháo đá bát này kia nọ, đằng này nó có cái gì đâu, nó thực sự là thuần khiết luôn á mọi người. Hôm qua thì ngồi coi một cái tấm hình một đám mà nhí nha nhí nhố trước mặt của cái người đã mất,
coi như rồi xong rồi từ già đến trẻ nếu mình ngồi mình cảm thấy không, đương nhiên mình nói ok kiểu như mất cả năm rồi thì thôi cứ coi như là cái chuyện bình thường đi ha. Nhưng mà mình biết trong đó có những người coi như là chiêu trò đủ thứ hết trơn, mọi cái mình thấy nhố nhăng kịch cỡm đủ mọi trò hết trơn, để mà đạt được cái gọi là cái mưu sinh thì coi như là chiêu trò chèn ép người này ép người nọ đủ thứ các kiểu. Trong cái đó nó có cái gì đâu mọi người, nó chỉ có cái giọng hát để đi ra đời thôi mà chèn nó như vậy. Tự nhiên cái mình ngồi mình xem mình nói trời sao mà ức ức dữ vậy nè, tự nhiên mình cảm giác nó ức lòng, mình thấy cái cảnh nó đu mà nó đu mà nó đu cái vàng á mình chịu không nổi, tự nhiên nước mắt nó cứ chảy ra, mình nói trời sao mà nó thảm dữ vậy, nó thảm á, mình thấy nó thảm á. Đọc cho mọi người nghe cái này là trong South Star nha. Cái bài này thì năm 2021 rồi nhưng mà thôi kệ cứ đọc để mình cảm thấy, để chia sẻ cái uất ức của mình, cái tâm 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 của mình mà sao mình ức ức á, cái kiểu như vậy ha. Lùm xùm vừa bớt ầm ĩ thì lại truyền tay nhau cái clip em nó chui ở dưới gầm sân khấu để hát bè cho ca sĩ. Mọi người coi cái hình nó đu nè, mọi người coi cái hình nó đu nè, làm sao có thể chịu đựng nổi. Đây nè, nó đu nè, mọi người thấy không, cái tay của nó móc vô trong cái xà, mọi người thấy không, mọi người thấy tay nó móc vô cái xà không, nó phải móc vô trong chỗ cái xà như thế này nè để nó có, để nó làm coi cái link để nó đứng nó vững, nó hát nó nhiệt tình, nó dốc hết cả một cái tình thương, cả một sự ngưỡng mộ này kia cho người ở trên mà nỡ lòng nào đối xử với nó vậy trời. Thời gian qua những cái lùm xùm quay quanh ca sĩ và em nó đã trở thành mối quan tâm bàn tán của cộng đồng mạng. Đến hiện tại sự việc chưa ngã ngũ nhưng cũng đã dần lắng xuống. Và mới đây khi ồn ào vừa tạm ngưng, dân tình lại xôn xao đặng em nó hát chui dưới gầm sân khấu để hát bè cho ca sĩ ha. Cái này là bài báo này ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2021 với mọi người. Cụ thể mới đây đoạn clip em nó hát dưới gầm sân khấu là trong đó thì đang hát cái bà kia bà đang hát bài Chồng Xa thì có vũ đoàn phụ trợ phụ họa, còn em nó thì góp mặt ở phía bên dưới để hát bè ha. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là vị trí mà em nó đứng để hát bè chính là phải núp dưới gầm sân khấu để được dựng thô sơ để hỗ trợ cho phần trình diễn của ca sĩ. Tay cầm mic, một tay cầm mic, một tay còn lại thì cầm điện thoại để xem lời và phải bấu víu vào thanh sắt của gầm sân khấu để giữ thăng bằng. Phải như vậy giữ thăng bằng. Đây nè, trời ơi. Cái cảnh như thế này mọi người. Thấy chưa? Thấy không? Chịu nói không? Có khi đang hát bè giữa chừng thì em nó lại nhìn lên sân khấu để phối hợp nhịp nhàng với ca sĩ. Đoạn clip này cho thấy sự hỗ trợ nhiệt tình cũng như tình cảm mà em nó dành cho ca sĩ. Cậu không ngại khó khăn, chấp nhận cui chui gầm sân khấu để hỗ trợ cho ca sĩ màn trình diễn tuyệt vời nhất có thể. Đó. Coi mà cái cảnh như vậy. Chịu nổi không? Cái vấn đề mà kiểu như trong trong biểu diễn thì hỗ trợ nhau gọi là hậu trường này kia nọ thì cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ở đây mình nói về cái tư thế mà trong trên, cái sự mà không quan tâm, thiếu quan tâm đó mọi người.
Ví dụ nó đứng nó bấu như vậy rồi lỡ rồi có chuyện gì sao mọi người té hay là trượt chân hay cái gì hay sao hả? Đứng biếu như vậy hay bấu vẫn, mà trong lúc nó ấy như những cái lúc mà quãng mà nó ngắt á, để cho cái giọng bà kia thôi, những cái quãng nó ngắt á, nó còn quay qua nó chọc ghẹo, nó lý la lý lắc, nó vô tư, nó yêu đời, phải nói rất là dễ thương luôn á mọi người. Mà mình cảm thấy đôi khi á, mình nghĩ như vậy nè, đôi khi mình nghĩ là mình có nên tự nhiên mình đi mình nói chuyện của người khác làm gì, mình can thiệp sâu cái chuyện của người ta làm gì. Thiệt sự có lúc ý nghĩ như vậy đó mọi người. Yên nói á, tự nhiên cái không mình cứ ngày nào cũng lên mình nói về một cái người mà tự nhiên mình nói mình biết người ta xấu rồi, nhưng mà thôi mà cứ ngày nào mình cũng lên mình nói tự nhiên mình cũng cảm thấy cái năng lượng nó năng lượng của mình nó đi xuống á mọi người. Mình không muốn những cái nội dung nói chuyện như vậy đâu. Mình thích chia sẻ cái gì nó vui vẻ, tiêu cực yêu đời, là tích cực yêu đời ha. Nhưng mà khi mà có chuyện á thì Yến lại nghĩ trong bụng nè, mình không có làm gì được cho mình không có làm gì được cho ai cái gì to tát, nhưng mà ít nhất mình muốn á, là giúp một cái tiếng nói để mà một cái người mà thân cô bé thấy cô á, có một cái tiếng nói thôi, thêm một tiếng nói, thêm một cái giọng nói, thêm một cái lời phản biện, biết đâu biết cũng như là an ủi đúng không mọi người. Yến chỉ nghĩ rằng là Yến góp một cái phần an ủi cho em nó, là ít nhất là bên kia, ví dụ như bên kia nó không có nghe đâu, là ví dụ nó ngồi nó sẽ đắm chìm trong những cái lời của đội nhóm nó với nhau. Nhưng mà nếu em nó có nghe được những cái clip như mình nói chẳng hạn, nó sẽ hiểu được rằng là những cái thống khổ của nó, những cái buồn của nó, những cái đau đớn trong cái tâm của trong tâm hồn của nó, ít ra có người hiểu được, ít nhất là có người đứng bên nó, ít nhất có những fan thực sự là yêu thương nó. Mình cảm thấy rằng là như vậy cũng an ủi rồi mọi người. Ví dụ khi mà trong khi mà một phía mà kêu rằng công kích, một bên cứ im lặng hoài, thì cái đó là sẽ là một cái, ví dụ như mình ngồi nói ai đang nói xấu mình, mà tự nhiên có một ai đó bấm một cái nút like vô trong cái lời nói xấu đó thôi, tự nhiên mình cũng cảm giác tổn thương lắm mọi người. Hoặc là ví dụ như có một cái người binh vực mình, tự nhiên mình cảm thấy an ủi lắm. Đó là một cái điều, chứ không phải là nói thôi 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 chuyện của người ta đi đừng có nói, hoặc là thôi bên kia kệ nó đi đừng có nói. Nói thật á, ví dụ bây giờ chìm liễm giữa, nếu mà tất cả bên đây hiền lành quá, im re hết, chìm liễm hết, coi như là nói là bây giờ thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. À, em nó không muốn nói đâu này kia, rồi xong rồi im re hết, thì có phải rằng là giữa một, nghĩa là cân bằng thế trận đúng không, sẽ là một bên là những cái tiếng mà những cái lời không có hay, những cái lời không hay, mà một bên á thì im lặng hoàn toàn, thì lúc đó cái người qua đường người ta nhìn vô người ta sẽ nói ủa sao cái này nó làm gì, sao cái đứa này nó làm sao mà thấy người ta nói quá trời vậy ta, không ai thèm binh nó hết trơn vậy ta. Đó, cho nên là mình phải nói à, thì ra là có một người nói thì có 1.000 người binh, cái ít nhất là như vậy, thì ít thì cái thế trận nó sẽ khác mọi người. Cho nên cuối cùng Yến vẫn không thể im tiếng được, tại mình nói nếu mà mình im tiếng là mình im lặng trước cái sự mà im lặng trước cái ác, chính là gọi là chống lại công lý đó mọi người. Coi như im lặng trước cái ác cũng là một cách chống lại công lý, gọi là chống lại, coi như mình phải nói lên cái tiếng nói của mình để mình chống lại cái bất công của xã hội, hoặc là ít nhất là một cái lời che chở. Thực sự là Yến nhớ lại, Yến nói là nếu Yến nghĩ lại, Yến nhớ tới cái ánh mắt của bác ba mà kiểu như ngồi mà chảy nước mắt á, Yến nghĩ là chắc khi mà ổng gặp nó, tới nhà ổng lần đầu tiên chắc ổng chảy nước mắt thật sự. Tại cái lúc đó là sau tất cả mọi cái là nó quay trở lại á. Lúc đó nó ốm nhom nhất à, nhìn nó phải nói thực sự là tiêu điều á mọi người ha. Mình nhìn cái cảnh nó mình thương thương sao chịu nổi, thương không hết nữa. Đó, nhưng mà trong khi đó một mình của nó đứng ra nó chống chọi hết, coi như nó chịu đựng hết, câm lặng hết tất cả luôn. Ai muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, chỉ có fan ở đây chống đỡ giùm cho nó thôi, còn nó hoàn toàn nó vô lực chống đỡ mọi người, nó không biết phải làm sao luôn á. Mình cảm thấy nó đi ra đời với một cái sự phải nói thuần khiết kinh khủng, cất cái giọng hát lên, xong rồi nó tiến quân vô
nó tiến quân vô showbiz bằng một cái gì đó thực sự là thuần khiết bằng tài năng, thấy không? Mọi người có thấy nó có chiêu trò gì không? Mình có chiêu trò gì? Hoàn toàn không, coi như chỉ có giọng hát thôi, bệ đỡ không có, bệ phóng không có, không có bất cứ một cái gì hết, chứ đi ra một cái là lột sạch luôn, lột sạch sành xanh luôn á mọi người, đau đớn dễ sợ ha. Nhưng mà thôi, mình cũng nói rằng là ông trời ông cũng có mắt, ít nhất là bây giờ những cái ngày tháng đó thì nó đã qua rồi, mặc dù mình biết là những ngày tháng đó đã qua rồi đó, từ giờ trở đi là em nó sẽ băng băng trên con đường coi như là hái quả ngọt, nhưng mà ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại ức ức chịu không nổi. Thành ra cũng chỉ muốn lên đây nói với mọi người một cái clip ngắn như thế này thôi, là bức xúc quá mà không không bức xúc quá mà không nhịn được, mình phải nói rằng là không thể nào dừng lại được, phải tiếp tục theo dõi em nó để cho tới khi em nó thực sự là vững vàng, em nó phải 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 tự tin, phải yêu đời, phải hạnh phúc này kia mới yên tâm. Chứ còn nếu mà như bây giờ ở cái bối cảnh bây giờ mà bỏ rơi là sẽ cảm thấy rất là cảm thấy có lỗi đó mọi người, cảm thấy là mình có lỗi với cái xã hội này đó. Là tại vì tại sao mình thấy cái xấu mà mình không lên án, tại sao mình thấy một cái người thấp cô bé thấp cổ bé họng mà mình không binh vực, cái đó là một cái điều mà mình cũng cảm thấy là có lỗi đó. Cho nên Yến cũng nghĩ trong bụng Yến sẽ cố gắng nói được cái gì thì Yến cũng sẽ nói, đương nhiên là sẽ nói tới cái phần tốt nhiều hơn. Đây chỉ là một chút ôn lại chút xíu thôi, nghĩa là tại tình cờ buổi sáng người ta đào lên thì Yến thấy Yến đọc được thôi. Thì không phải có những thứ không phải lúc nào cũng đọc được ha mọi người. Thì những cái gì mà tự nhiên nó đến thì mình sẽ khai thác ở ngay tại thời điểm đó cái cảm xúc của mình. Ok mọi người, ngày thứ hai, cuối tuần ngày thứ hai thì mà đầu tuần ha, mọi người vui vẻ hạnh phúc để mà một tuần mới may mắn. Hôm nay Yến cũng sẽ có một ngày làm việc rất là bận rộn, nhưng mà cảm xúc đầu ngày sẽ cho Yến một cái sức mạnh chứ không phải là một cái điểm yếu, sẽ cho Yến một cái sức mạnh là Yến ít nhất là mình cũng có một cái gì đó để mà mình yêu thương, mình bảo vệ. Đương nhiên mình có gia đình, mình có con cái của mình, nhưng có một ai đó mình bảo vệ để mình coi như là mình đang đấu tranh cho công lý á, thì cuộc đời nó cũng có cái gì nó lý tưởng hơn chút xíu phải không mọi người? Ok, mọi người vui vẻ ngày thứ hai nha, và nguyên một tuần phải thật là thành công. Ai mà có nghe thông tin gì mà về về em nó, những cái hậu trường này kia nọ, nếu biết thì chia sẻ lên cho mọi người cùng cùng cảm thông, cùng hiểu về một con người rất là dễ thương, rất là đáng yêu và rất đáng được trân trọng mọi người ha. Ok mọi người, sáng thứ hai mọi người vui vẻ, xin lỗi đã làm cho mọi người buồn. Bye bye ạ. À.